WBC giải thích về đai vô địch nhượng quyền sắp được trao cho Deontay Wilder của Canelo Alvarez. Ông bầu Mauricio Sulaiman, chủ tịch WBC, hiểu rõ những lời khiển trách của người hâm mộ sau khi WBC chọn Canelo Alvarez làm nhà vô địch nhượng quyền của hạng trung. Người hâm mộ quyền Anh và rất nhiều phương tiện truyền thông đã có nhiều ý kiến không đồng tình với quyết định tạo thêm một nhà vô địch mới chỉ dành cho Alvarez vào ngày 26 tháng 6. Với quyết định nâng Canelo trở thành nhà vô địch nhượng quyền, Jermall Charlo, người đang nắm giữ đai WBC tạm thời, đã mặc định trở thành nhà vô địch mà không cần phải đọ găng với Alvarez. Chủ tịch của WBC đã giải thích về việc này trong buổi phỏng vấn cuối tuần qua tại sự kiện Boxing Hall of Fame hàng năm. Đây không phải là đai vô địch mới, cũng không phải là giải đấu mới hay danh hiệu mới. Đây là vị trí mà WBC bổ nhiệm sau khi đáp ứng được một tiêu chuẩn nhất định, trở thành huyền thoại của nhiều hạng cân. Canelo đã thi đấu cho WBC 12 năm qua, và cậu ấy hiện đang là nhà vô địch của 3 hạng cân khác nhau. Canelo có một hợp đồng rất cụ thể với DAZN mà cậu ấy phải tuân theo. Hợp đồng đó nêu rằng cậu ấy phải đưa ra những trận đấu kịch tính nhất có thể. Có thể Canelo sẽ thi đấu tại Light Heavyweight, Super Middleweight, Middleweight hay cả Super Welterweight. Đó là lý do WBC chọn Canelo là đại diện thương hiệu. Điều này đã được đồng ý bởi Canelo và ông bầu của cậu ấy, rằng mỗi trận đấu Canelo tham gia, cậu ấy sẽ đại diện cho WBC, dù là hạng cân nào đi nữa. Khi danh hiệu vô địch thương hiệu được công bố, đã có nhiều người hâm mộ cho rằng đây là cách để WBC khiến Alvarez trả lại đai middleweight và nhường cơ hội cho võ sĩ khác, vì Canelo đã thống trị hạng cân middleweight của WBC. Sau khi giải thích về việc Alvarez sẽ đại diện thương hiệu, ông Sulaiman cũng đã khẳng định rằng sẽ không có chuyện võ sĩ khác tước đi vị trí của Alvarez. Ngôi vị vô địch nhượng quyền là một vị trí không thể chuyển nhượng. Vì thế nếu có ai đánh bại được Canelo, điều đó không đồng nghĩa với việc tay đấm đó sẽ đại diện cho WBC. Ngoài ra, Sulaiman cũng cho biết việc tạo ra ngôi vị thương hiệu WBC cho các hạng cân khác là điều bất khả thi. Đây là danh hiệu chỉ dành cho những tay đấm có tầm ảnh hưởng lớn đến ngành quyền Anh. Không thể phủ nhận rằng Canelo đã đóng góp công phát triển ngành công nghiệp boxing rất nhiều. Tất nhiên cũng có những tay đấm có tầm ảnh hưởng như Canelo vậy. Khi được hỏi rằng liệu nhà vô địch hạng nặng WBC Deontay Wilder có đủ tiêu chuẩn để đại diện WBC, Sulaiman đã chia sẻ: điều này tùy vào trường hợp và cần phải có phân tích cụ thể. Nếu mọi người hỏi về Deontay Wilder, tôi sẽ để cho tất cả fan của quyền Anh đánh giá xem cậu ấy có xứng đáng không. Cậu ấy đã bảo vệ đai 5 năm, bất bại. Cậu ấy sẵn sàng thượng đài với bất kỳ ai. Hiện tại đang là Luis Ortiz và Tyson Fury. Vì thế mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về Wilder. Tôi hiểu mọi người đang cảm thấy rắc rối, nhưng đây là điều cần thiết để boxing phát triển hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Đài WBO, WBA, WBC và IBF cái nào giá trị nhất? Danh hiệu của Deontay Wilder có hơn của Joshua Ruiz? Với việc đài vô địch boxing mọc lên như nấm sau cơn mưa, ngay cả những người thường xuyên theo dõi boxing cũng rất dễ nhầm lẫn về tầm quan trọng của những chiếc đai. Hiện nay trong ngành quyền Anh đang tồn tại rất nhiều đai vô địch của nhiều liên đoàn khác nhau. Tuy nhiên chỉ có 4 đai của 4 liên đoàn là WBO, WBA, WBC và IBF được thực sự công nhận bởi toàn thế giới. Lý do bởi sự tồn tại của nhiều danh hiệu khác nhau chính là vì vào những năm 1920, hàng loạt các ủy ban quyền Anh đã tự tạo ra hàng loạt các danh hiệu vô địch với mục đích hút khách cho các trận đấu. Đến năm 1963, hai ủy ban lớn nhất thời bấy giờ đã phát triển thành đai WBA và WBC, hai liên đoàn boxing chính thống đầu tiên. 20 năm sau đó, IBF và WBO được thành lập. Kể từ lúc này trên thế giới tồn tại 4 liên đoàn quyền Anh. Với sự tồn tại đến 4 liên đoàn hiệp hội khác nhau, danh hiệu vô địch thế giới đã không còn giá trị như xưa. Vì vậy WBA đã làm cho danh hiệu vô địch nhạt hơn nữa bởi việc chia đai vô địch ra các hạng mục Regular và Super. Danh hiệu vô địch WBA Regular là như thế nào? Nói một cách đơn giản, WBA cho rằng liên đoàn chỉ có một võ sĩ đứng đầu hạng cân là chưa đủ, nên tách ra thành Regular và Super. Ban đầu đai WBA Super chỉ được trao cho những võ sĩ sở hữu đai vô địch ở nhiều hạng cân khác nhau như một danh hiệu đặc biệt. Tuy nhiên không lâu sau đó, WBA đã vô tội vạ tạo cơ hội tranh đai Super cho mọi hạng cân.
Giờ đây hạng cân nào cũng có võ sĩ sở hữu đai regular và super. WBA đã từng xác nhận rằng họ đang có dự tính thống nhất đai WBA super và regular thành một danh hiệu vô địch để tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên điều này vẫn chưa xảy ra. Mặt khác, đai vô địch của liên đoàn IBO là một trong những đai vô địch gây ra nhiều tranh cãi nhất. Liên đoàn IBO được thành lập vào những năm 1988, 5 năm sau sự ra đời của IBF và WBO. Đối với nhiều người hâm mộ quyền Anh, 4 liên đoàn mang tính thế giới là quá nhiều và sự tồn tại của liên đoàn thứ 5 càng khiến cho ý nghĩa của danh hiệu vô địch thế giới trở nên tầm thường hơn. Một trong những ví dụ điển hình nhất về việc đai IBO không được công nhận bởi đa số người hâm mộ boxing là sau trận đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz. Nhiều kênh truyền thông thế giới đã chọn không liệt kê đai IBO trong danh sách những đai mà Andy Ruiz giành được. Gần đây, để có thể làm cho hệ thống đai trở nên đa dạng và rối rắm hơn nữa, WBC đã tạo ra một danh hiệu mới, đó là nhà vô địch nhượng quyền, Franchise Champion. Có vẻ như sự xuất hiện của quá nhiều đai vô địch đang ngày càng khiến boxing trở nên nhàm chán hơn, khi giờ đây đi 5 bước lại gặp một nhà vô địch, và chẳng nhà vô địch nào muốn đụng nhau. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn sẽ đến một ngày boxing chỉ toàn những nhà vô địch nhàm chán. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Luis Ortiz tuyên bố đấm cục Deontay Wilder để trở thành nhà vô địch WBC thực sự. Với việc WBC tạo ra danh hiệu vô địch nhượng quyền, đã làm phần thưởng cho Saul Canelo Alvarez. Ngay cả tay đấm dày dặn kinh nghiệm như Luis Ortiz cũng cảm thấy rối về việc phân định tầm quan trọng của đai vô địch như thế nào. Sau khi trao danh hiệu đặc biệt cho Canelo Alvarez, WBC dự định cũng sẽ trao danh hiệu này cho nhà vô địch hạng nặng bất bại Deontay Wilder. Hiện tại Wilder đang trong quá trình chuẩn bị cho trận bảo vệ đai thứ 10 trong sự nghiệp trước Luis Ortiz, người anh từng đánh bại vào tháng 3 năm 2018. Dù vẫn chưa rõ thời gian trận đấu sẽ diễn ra, Luis Ortiz khẳng định rằng sau trận đấu đó, công chúng sẽ không cần phải phân vân về việc nên gọi Wilder là nhà vô địch hay nhà vô địch nhượng quyền nữa. Nói thế này cho dễ hiểu, đấu với tôi xong Wilder sẽ là nhà cựu vô địch. Ortiz 31 trận thắng, 1 trận thua, 26 trận knockout đã khẳng định. Nhiều tay đấm trong đó có Dillian White cứ lo về việc WBC sẽ cho Wilder lên làm nhà vô địch nhượng quyền và để chống đai WBC hạng nặng hiện tại. Điều mà họ tính đến chính là lo việc tôi sẽ là người giữ đai sau trận đấu đó. Sau thất bại trước Wilder vào tháng 3 năm ngoái, Ortiz đã lập nên chuỗi 3 trận thắng liên tục vào năm 2018. Dù chiến thắng trước Tristan Hammer vào tháng 3 vừa qua của Ortiz không mấy ấn tượng, chiến thắng đó cũng đã đủ để cho tay đấm 40 tuổi có cơ hội tái đấu với Wilder trong trận đấu pay-per-view vào tháng 10 hoặc tháng 11 sắp tới. Nếu Wilder chiến thắng, chiếc đai hiện tại của Wilder sẽ vô chủ, với quyết định đưa Wilder lên làm nhà vô địch nhượng quyền của WBC. Mọi người đừng lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra với Wilder nếu anh ta thắng, bởi vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Ortiz khẳng định. Quên nhà vô địch nhượng quyền đi, gọi tôi là nhà vô địch WBC là được rồi. Nếu WBC muốn tự tạo thêm danh hiệu cho Wilder, họ có thể phong hắn là nhà vô địch mất đai, bởi vì tôi sẽ là người chiến thắng, Luis Ortiz tự tin tuyên bố. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Deontay Wilder tự tin kết liễu Tyson Fury ngay khi tiếng chuông trận đấu vang lên. Bom đồng Deontay Wilder tự tin về kết quả trận tái đấu với Tyson Fury nếu diễn ra. Kết thúc bằng một trận hòa đầy tranh cãi cuối năm 2018, Deontay Wilder và Tyson Fury nhiều lần nhắc lại trận tái đấu, giải quyết duyên nợ ngay sau đó. Nhưng quá trình mỹ tiến của Fury cũng như nhiệm vụ với chiếc đai WBC của Deontay Wilder đã khiến cả hai không thể hiện thực hóa được lần gặp mặt thứ hai, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Dù vậy, trận tái đấu vẫn luôn nằm trong dự định chờ của Deontay Wilder, người tin rằng mình đã thực sự chiến thắng với cú knockdown Fury ở hiệp đấu thứ 11 của trận đấu đầu tiên. Lần thứ hai tiếng chuông báo trận đấu vang lên, tôi sẽ knock out anh ta và chắc chắn là nhanh hơn lần trước. Lần này sẽ không có chuyện đứng dậy đâu, tin tôi đi. Khi mà tôi đấm gục Fury,
anh ta đã gục và thậm chí không biết cách nào để có thể đứng dậy được nữa, dấu hiệu rõ nhất của việc bị đánh tới bất tỉnh. Wilder khẳng định trên chương trình TalkSport Finale. Đến gia đình anh ta còn không muốn trận tài đấu, rõ ràng rồi. Tôi là tay đấm hạng nặng giỏi nhất trong lịch sử quyền Anh mà, đều đang có những dự định riêng. Với Deontay Wilder bom đồng sẽ có trận tài chiến với Luis Ortiz cuối năm nay để bảo vệ đai WBC. Còn Tyson Fury cũng đã tìm kiếm một đối thủ sau khi có bản hợp đồng trên kênh ESPN. Tôi không muốn nghĩ nhiều về trận tài đấu, về việc phải knock out Fury hay điều gì đó tương tự. Một trận thắng là một trận thắng, dù xấu hay đẹp. Tôi không tiếc về việc không thể kết thúc anh ta ở lần đầu tiên, bởi nếu có lần thứ hai, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.